Xin chào các bạn. Các bạn hãy xem con hải tượng siêu to khổng lồ này các bạn này. Con hải tượng long siêu to khổng lồ luôn. Nhìn con cá chứ đừng có nhìn cơ bắp của cái anh đẹp trai này nha các bạn nha. Con này mà gặp bà Tân Vlog là xong luôn rồi đó. Thành món canh chua cá hải tượng luôn rồi. Rất là to các bạn này. Tuyệt vời luôn. Nặng lắm các bạn ạ. Thôi đùa chút xíu thôi. Thực ra là mình đang ở nhà bà Tân Vlog. Ê lộn. Mình đang ở nhà chú Phước ở Bình Dương. Và chú có con hải tượng này nè các bạn này. Con này cũng lớn lắm rồi. Phải cỡ 1,5 m rồi các bạn ạ. Và chú muốn bán cho nên là nhờ mình đăng giúp. Thì một phần là đăng cho các bạn xem. Một phần là nếu mà có quý vị nào, có cá nhân hoặc là tổ chức nào mà muốn mua con này thì xin mời tới tham quan con cá của chú. Và nếu mà ưng thì có thể là rước em nó về. Các bạn xem này, cực kỳ to luôn. To lắm. Không thể nào mà ôm nó như cái anh lúc đầu clip anh ôm được các bạn ạ. Tại vì lúc đó là con cá nó đang được gây mê nhẹ đó. Chứ lúc mà nó khỏe mạnh á, mà bắt nó kiểu đó nó đập một phát một thì chắc chắn luôn. Gãy xương là chuyện nhỏ, là chuyện thường luôn đó các bạn ạ. Chắc chắn là gãy xương luôn các bạn. Này nó táng một phát một thì trẹo xương hàm. Còn nó mà phóng vào lồng ngực thì thôi rồi. Đưa đi cấp cứu gấp luôn á. Rất là to các bạn ạ. Các bạn hãy xem những cái vảy của nó kìa. Tuyệt vời luôn. Màu đỏ đỏ giống như lửa vậy. Hai bên thân nó các bạn. Màu đỏ giống như lửa vậy kìa. Đó, to ơi là to luôn. Này các bạn xem này. Nhìn nó quẫy nước rồi thấy sướng rồi. Và chú Phước chú nuôi ở bên hông nhà như vậy thôi. Nuôi rất là tự nhiên các bạn ạ. Không nuôi ở trong hồ nội, tại vì rất là to. Cũng đang có kế hoạch cho nó vào hồ, nhưng mà trước giờ thì để nó ở ngoài này nha các bạn này. Cứ vầy rồi nó ăn cá ở đây luôn, đây nhiều cá lắm. Các bạn xem cái đuôi nó này, tuyệt vời chưa, tuyệt vời này, tuyệt vời này. Wow, 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 đã quá các bạn ơi. Sướng ơi là sướng luôn á, to lắm. Nó nặng lắm các bạn ạ. Mình không dám cầm bế nó lên ở phía đầu. Nó một quật một phát một là chấn thương nặng luôn đó các bạn. Nếu mà có quý vị nào mà muốn mua em cá này thì xin để lại số điện thoại, hoặc là mình sẽ để cái số điện thoại của chú Phước á, ở phần mô tả clip và dưới phần bình luận. Để nếu mà quý vị nào mà có nhu cầu thì xin liên hệ theo số đó nhé. To ơi là to luôn. Con này chắc cũng phải 1,5 m rồi đó các bạn ạ. Wow, wow. Mạnh quá trời mạnh luôn. Để mình ráng nâng nâng phần đuôi lên cho các bạn xem. Bắt đầu không biết nữa. Đây này, đây này, đây này. Đây này các bạn. Ui ui. Đó nó đi rồi. Đi mất rồi. Quay lại này. À. Nó đập vào mình rồi. Ào. Đau quá. Các bạn xem này. Cảm giác giống như là có một khúc gỗ đập vào chân vậy các bạn ạ. Chẳng biết là nó có há miệng hay không nhưng mà ok. Rồi. Mình sẽ để số điện thoại của chú Phước ở phần bình luận nha các bạn nhé. Và phần mô tả clip. Nếu mà bạn nào mà muốn mua thì có thể liên hệ với chú. Rồi thương lượng giá cả nha các bạn nha. Mình chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày thật vui nhé.